Ok nha, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của bên Congro Audio, cũng như là kênh Facebook của bên em. Hiện tại đây là đang là bộ karaoke thứ hai trong ngày. Rất là đẹp đúng không các bác? Đôi hoa có thể là nói rất là đẹp. Bên cạnh đó thì là bác ở Hải Dương này, bác đã lấy bộ này thêm cả cục trầm vào nữa. Tổng cả bộ là 13 triệu các bác nhá. Và hiện tại là đây này, em cũng test nhanh cho bác đấy và gửi đi cho bác đấy nhanh nhất có thể. Bác ấy đang rất là máu rồi, rất là máu chiến rồi. Ở đôi na này và tất cả bộ này thì combo các bác hát cam kết với các bác là đầy đủ tất cả các giải âm và nghe hay, rất là tuyệt vời. Ok, và bây giờ em sẽ thử tiếng mic để cho các bác cùng xem nhé. Mic không biết còn pin không. Và đây là chiếc mic ZGM sao rất đẹp các bác. Lên. Em sẽ thử mic mọc trước này. Mic mọc trước thì nó sẽ ra được cái chất âm. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lê. Đấy. Xong là các bác sử dụng mic mọc rồi. Xong các bác bơm metro vào để cho nghe là thì mới biết được tiếng thật của chúng ta các bác nhé. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mic này rất hiện đại, đang ở cái này nó đang gần hết pin, ở đây nó cũng nháy đèn theo. Các bác sẽ thay pin khác. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video clip lần sau. Bác nào quan tâm đến tất cả các bộ sản phẩm liên quan âm thanh gia đình tầm giá dưới 15 triệu là bên em chuyên cung cấp dòng dưới 15 triệu, đảm bảo cho các bác là hay tuyệt vời, hát sáng. Bởi vì là bên em chất lượng linh kiện của nó rất là tốt và hàng sẽ đảm bảo cho các bác bảo hành đến là 2 năm các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm dùng các sản phẩm của bên em. Cảm ơn tất cả các bác ạ.